Bạn nhỏ, giờ nghe mẹ nói đây. Hôm nay không được bạn nào theo mẹ ra ngoài nữa, nhớ chưa? Ở nhà đi ra ngoài tùy tiện đi ăn đồ người ta, tùy tiện đi hôn người ta, xong rồi á kêu lung tung, chạy lung tung đi, như thế là không được, chưa bảo, nhớ chưa? Hả? Ê, đi đâu á? Ừ? Ê, con mang cái đấy làm gì? Hả? Ê, ê. Con mang cái đấy đi theo là được đi hả? Mẹ nói con biết không đi được, mang cũng không đi được. À, cái đấy ở nhà ăn, nghe lời mẹ nhớ chưa? Bây giờ ở nhà mẹ lấy cho các con ăn trước, mẹ ăn xong ở nhà nhé. Ừ, ấy, ui ngon quá mà đúng không? Ừ, chuyên chuyên nữa này ha. Ôi ngon thế này, ngoan ăn rồi ở nhà nhá, nhớ chưa?